Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Và hôm nay, Danh Công Nghệ sẽ mang đến cho mọi người một deal cực kỳ ngon đến từ nhà Acer. Một chiếc laptop học sinh sinh viên hoặc là nhân văn phòng giá siêu là tốt luôn nha. Giá thì tầm 11 triệu nhưng hiện tại FPT Shop đang sale còn 9.490.000. Ở thời điểm mà Danh đang lên video thì các bạn đủ hiểu hôm nay Danh đã mang tới cho các bạn một deal cực kỳ hot rồi đúng không? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không cùng mình tìm hiểu ngay cái em laptop Acer Aspire này nữa đúng không? Enjoy thôi! Đầu tiên hãy cùng mình đánh giá về ngoại hình của em nó trước đã nha. Như các bạn có thể thấy ở đây cái góc quay mà Danh đã show ra cho mọi người cùng xem. Từ ngoại hình bên ngoài được trau chuốt với các nét khớp cấu tạo lên chiếc máy này cho đến mặt màn hình tổng thể siêu mỏng và thậm chí là cả bàn phím nữa. Tất cả đều được tối giản mà không thể nhìn ra được rằng đây chính là một em laptop giá rẻ đâu đúng không mọi người. Nhìn vào mặt A của chiếc Aspire Go này, tổng thể đã được Acer làm trên một cách toàn diện ngoài vị trí đặt logo bé bé xinh xinh ở đây thì cho thiết kế của máy theo phần thanh lịch và tinh tế không khác gì những đèn anh Acer Aspire Gaming hay là Aspire 3, 5 hay 7 đâu đúng không các bạn. Phiên bản mà Danh đang có ở đây chính là phiên bản màu bạc với tông màu sáng là chủ đạo. Thì Danh thấy là cái máy này thì nam dùng cũng được, nữ dùng cũng được và phù hợp với lại đa số người dùng. Từ học sinh sinh viên hay là nhân văn phòng thì Danh thấy là cái màu này đều rất là phù hợp và không có kiểu giống như là phù hợp với lại gaming hay là văn phòng, nó không có bị phân chia đó mọi người. Tuy là giá chỉ dưới 11 triệu mà thôi, nhưng mà Danh cũng thắc mắc rằng là Acer có làm cho em này nó ok hay là không, thiết kế như thế nào hay là các khớp nối cấu tạo của nó có được bền bỉ hay là chân chu hay là không. Thì hãy cùng Danh xăm soi một tí qua cái đoạn mà Danh quay ở đây nha. Mình xăm soi và để ý kỹ các chi tiết cấu tạo giữa khung, bàn phím, viền màn hình, mặt A, mặt B, mặt C đủ thứ các kiểu thì mình thấy rằng Acer đã trang bị rất tốt và còn làm tốt hơn những gì mình tưởng tượng. Từ các khớp giữa màn hình khi đóng lại cho đến phần khung, phần viền đều được Acer làm khá là thích và không bị quá ọp ẹp như các mẫu giá rẻ khác trên thị trường. Theo như mình đã trải nghiệm gõ phím trên Acer Aspire Go thì Acer đã làm khá tốt về mặt độ nảy của phím, cho mình một cảm giác gõ phím thoải mái, dễ chịu trong suốt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nếu các bạn xăm soi kỹ thì hành trình phím khá là nông, gõ thì sẽ hơi bị dễ hụt tay một xíu và khá là mỏi, cho nên nó trải nghiệm sẽ giảm đi đôi phần nha. Với trọng lượng chỉ là 1,75kg mà thôi, cho nên các bạn có bỏ vào ba lô túi xách đi làm thì cũng không quá khó chịu và nặng đâu nha. Về phần màn hình, Acer Aspire Go có kích thước lên đến 15.6 inch, độ phân giải Full HD sắc nét và tấm nền IPS LCD tần số quét 60Hz và có thêm lớp anti-glare chống chói luôn nữa nha. Từ lúc nhận máy để làm về review thì màn hình trên em này đáp ứng đủ tốt từ xem phim, giải trí hay là làm việc. Và với một mức độ sáng vừa phải, màu sắc đẹp, màn hình nét như thế này thì mình cũng nghĩ là các bạn có thể làm thêm một số tác vụ nặng khác như là edit video chẳng hạn thì cũng khá là ổn đó, máy đáp ứng khá là ok. Theo Danh nghĩ nha, là chắc chắn là sẽ có một số anh em sẽ nghĩ rằng là tại sao màn hình này nó không được trang bị 120Hz hay là 144Hz. Thì Danh cũng muốn chia sẻ thêm với anh em một số điều như sau á. Thì màn hình của em này nó cũng có độ phân giải Full HD, anti-glare chống chói, rồi độ sáng cũng ổn khi mà anh em sử dụng ngoài trời một xíu. Thì với mức giá mà chỉ dưới 11 triệu chưa bao gồm khuyến mãi là còn 9 triệu mấy đó nha, thì Danh thấy rằng tần số 60Hz cũng đáp ứng đủ Danh về thao tác, làm việc, văn phòng, rồi edit video, edit ảnh, nó quá là ok luôn rồi, cho nên là các bạn cũng không có gì phải đắn đo đâu nha, yên tâm đi. Nhưng nếu nhu cầu của bạn bình thường và cơ bản học và làm việc thôi á, ví dụ như là tác vụ chơi game nặng, game chip bộ A, thì Acer Aspire Go chắc chắn sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu đấy cho anh em đâu nha, tại vì em nó không thể nào gánh được với cái màn hình này và một cấu hình không đủ. Thời lượng pin chơi Acer Aspire Go là 57Wh, và mình dùng các tác vụ nếu mà không cắm sạc thì được tầm 4 tiếng hơn với độ sáng màn hình là từ 50-60%. Tác vụ thì chỉ là văn phòng cơ bản, soạn văn bản gì đó. Còn nếu mà các bạn edit video, edit ảnh hay là các tác vụ đồ họa các thứ mà hơi nặng nặng một xíu thì mình khuyên các bạn rằng nên cắm sạc và chọn một mức đồ họa hiệu suất cao. Và cái mức hiệu suất cao mình đang nói ở đây chính là cái hiệu suất cao trong phần cài đặt của pin á. Và khi cắm sạc thì sẽ ok hơn rất là nhiều nha. Acer Aspire Go sẽ có những cổng kết nối cơ bản sau đây. Em nó sẽ có một cổng DC, một jack tai nghe 3.5, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI 2.1 và hai cổng USB 3.2, phục vụ cho anh em đa số được các tác vụ cắm ngoại vi như là máy chiếu đồ này nọ rất là ok luôn nha. Về cấu hình thì Acer Aspire Go sẽ có một mức cấu hình cực kỳ là cơ bản để anh em có thể làm việc văn phòng rồi đi học, edit ảnh và video cấp kết Canva một cách cực kỳ là cơ bản nhẹ nhàng thôi nha.
Máy được trang bị CPU Intel Core i3-N305 đi kèm với một thanh RAM 8GB LPDDR5 và 512GB SSD NVMe PCI Express sẽ hỗ trợ đa nhiệm mượt mà và lưu trữ dữ liệu thoải mái cho các bạn hơn. Và với một cái mức cấu hình mà mình vừa kể ở phía trên á, thì em này chắc chắn sẽ rất là tự tin để cân tốt được các tác vụ học sinh sinh viên hoặc là văn phòng, content creator, và mình nghĩ rằng là các bạn nên mua em này về để lưu trữ các dữ liệu học tập nè, đi làm thì sẽ rất là ok, tại vì bộ nhớ của em này được ưu ái lên đến 512GB SSD lận. Cuối cùng thì mình cũng đã chia sẻ xong về em laptop Acer Aspigo này rồi. Và với mức giá 11 triệu, cụ thể nếu mà chưa bao gồm khuyến mãi thì nó tầm hơn 9 triệu một xíu, thì mình nghĩ rằng đây chính là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời của anh em học sinh sinh viên hoặc là anh em chị em văn phòng muốn một chiếc laptop vừa nhỏ vừa gọn, vừa có mức giá vừa đủ để làm việc cho lâu dài, học tập lâu dài ấy, thì mình nghĩ rằng em này quá là ok. Với một dung lượng SSD 512GB nè, màn hình Full HD, thiết kế thì cũng sang trọng tương tự như các dòng Aspire Gaming, thì mình nghĩ rằng em này là một sự lựa chọn phù hợp cho các bạn. Và nếu có gì thì các bạn cứ để lại phần comment ở phía bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!